2020, phòng chờ thương gia First Lounge by Bamboo Airways chính thức trình làng và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng trong loạt phòng chờ thương gia tại Việt Nam. Chuyên nghiệp, đẳng cấp, tận tâm trên cả tuyệt vời là những gì mà hàng chục ngàn hành khách đã ghé thăm, đã cảm nhận và lưu giữ trong trái tim cho đến lần thôi thúc bước chân quay trở lại. 365 ngày, gần 40.000 hành khách, hàng ngàn lời khen ngợi và góp ý trên group cộng đồng chính thức Fly Bamboo, chỉ số hài lòng của hành khách 4,77/5, chỉ số giá trị trải nghiệm 4,8/5, chỉ số gắn bó của khách hàng 74%. 365 ngày, biết bao nỗ lực và cố gắng của lãnh đạo, cán bộ nhân viên, phòng chờ thương gia Bamboo Airways tại Nội Bài, những thực đơn ghi điểm tuyệt đối trong lòng các khách hàng. Mùa lễ hội biến hóa bất ngờ trong những diện mạo độc đáo khiến bao hành khách trầm trồ thích thú. Bao trái tim tận tụy từng ngày để mỗi trải nghiệm dù nhỏ nhất của hành khách là một kỷ niệm không thể nào quên trước mỗi chuyến bay.